Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới, bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vào thứ Tư vừa qua, do ảnh hưởng của đám mây đối lưu mạnh, ở Hàng Châu bất ngờ xuất hiện mưa dông. Hàng Châu cũng phát tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đỏ đầu tiên trong năm nay. Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước, xe cộ ngập trong nước. Thang máy của cư dân lập tức biến thành thác nước khi vừa mở cửa. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nội bộ, vào ngày 22 tháng 8 tại Hàng Châu đã xảy ra mưa lớn cục bộ. Chính quyền đã ngay lập tức đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay và triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo Đài quan sát khí tượng Hàng Châu, từ 12 giờ đến 21 giờ, lượng mưa trên bề mặt lớn nhất của thành phố là 56,7mm ở quận Lâm Bình, 27,7mm ở khu vực đô thị chính, 47,7mm ở quận Công Thư và 137 trạm có lượng mưa vượt quá 50mm. Từ 20 giờ đến 21 giờ có mưa to đến rất to ở Phụ Dương, trung tâm Tống Lư và phía nam Tiêu Sơn của thành phố, tổng cộng 88 trạm có lượng mưa vượt quá 50mm. Những hình ảnh liên quan cho thấy nhiều đoạn đường bị ngập nặng, nhiều phương tiện bị ngập nước, mực nước thậm chí còn thấp hơn cửa kính ô tô. Người đi bộ phải chật vật lội qua dòng nước. Ngoài ra còn có một tòa nhà dân cư nơi thang máy biến thành thác nước Hàng Thủy Liên ngay lập tức khi cửa được mở. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Hàng Châu đã ra thông báo quyết định nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của hệ thống quản lý đô thị lên cấp độ 2. Các đơn vị ở tất cả các cấp trong hệ thống quản lý đô thị của Hàng Châu đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị khẩn cấp, kiểm tra và xử lý để kiểm soát lũ lụt theo yêu cầu. Phòng Quản lý Đô thị nhắc nhở người đi đường tránh trú mưa ở những khu vực trũng thấp, ngập nước, không gian ngầm, tránh băng qua các khu vực ngập nước. Người dân ở khu vực nguy hiểm cần chuẩn bị sẵn sàng phương án di chuyển bất cứ lúc nào, đồng thời cố gắng tránh các đoạn đường ngập nước. Cầu vượt trũng khi lái xe, tránh đỗ xe ở những nơi trũng thấp, úng nước và các khu vực nguy hiểm khác. Ngoại trừ các ngành công nghiệp đặc biệt, các hoạt động trên cao và ngoài trời bị đình chỉ tùy theo tình hình và các biện pháp chống mưa được thực hiện cho các cơ sở ngầm. Cục khí tượng dự báo đến trước nửa đêm ngày 22 tháng 8 tiếp tục có mưa dông, cường độ mưa yếu dần so với chiều tối. Dự kiến trong 2 giờ tới, từ 21 giờ đến 23 giờ, sẽ có mưa to đến rất to ở Phụ Dương, Đồng Lộc, phía Đông Lâm An, phía Nam Tiêu Sơn và phía Nam khu đô thị chính Hàng Châu. Từ tối ngày thứ Bảy đến sáng sớm ngày Chủ nhật, mưa lớn ngắn ngày tại huyện Phụ Dương, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Hiện đã có 5 người chết và 3 người mất tích. Theo báo cáo chính thức, 32 trận lũ quét ở các lưu vực nhỏ, 144 thiên tai địa chất, 26 ngôi nhà rột nát bị hư hỏng hoặc sập. 1.619 hộ dân bị mất điện, 42 phương tiện bị ngập và 21 tuyến đường bị gián đoạn. Vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày 21, Phụ Dương đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo báo cáo, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn như thế này là cực kỳ hiếm. Từ tối ngày thứ Bảy đến sáng sớm ngày Chủ nhật, lượng mưa trên toàn khu vực là 26,1mm, trong đó lớn nhất là 209mm ở làng Thạch Gia, thị trấn Đại Nguyên, tiếp theo là 169mm ở làng Đại Thành, thị trấn Thượng Quan. Trong số đó, 4 trạm quan trắc lượng mưa ở khu vực biên giới của thị trấn Thượng Quan, thị trấn Đại Nguyên và thị trấn Trường Lộc đã vượt quá giá trị cực trị trong lịch sử của lượng mưa tối đa mỗi giờ. Theo báo cáo, do khu vực miền núi hẹp ở ngã ba của 3 thị trấn, nước mưa gây ngập rất nhanh và lượng mưa ngắn hạn sẽ ngay lập tức thu vào lòng sông. Theo các nhân chứng và video của nhân viên tại chỗ, mực nước sông dâng cao ngay lập tức, làng mạc và nhà máy hai bên bờ sông nước dâng cao ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét trong vòng 10 đến 15 phút, mưa xối xả gây lũ trong vòng 1 giờ. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra ở làng Luo, thị trấn Đại Nguyên, quận Phụ Dương, khiến nhiều ngôi nhà của dân làng bị ngập, 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị mất tích. Một người dân ở thôn Luo cho biết vào khoảng 17 giờ ngày thứ Bảy, khu vực địa phương bắt đầu mưa to. Khoảng 1 giờ sau, mực nước của một con sông ở địa phương dâng cao, nước tràn bờ sông. Nhiều nhà dân trong thôn bị ngập, một số ô tô và một số nhà dân bị cuốn trôi. Cô nghe nói có một số dân làng cũng đã bị lũ cuốn trôi. Đoạn video trên mạng cho thấy, tại một khúc sông hẹp, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống, vượt qua bờ sông và tràn vào nhà dân hai bên bờ sông. Một số ô tô cá nhân bị dòng nước cuốn xuống sông, lực lượng cứu hỏa đã bắt đầu công tác cứu hộ trong đêm tối. Một số dân làng nói rằng một số người dân làng kinh doanh một cửa hàng nhỏ bị mất tích. Khi lũ đến, họ đã cố vớt vát một thứ gì đó đã bị lũ cuốn, nhưng không may họ đã bị lũ cuốn trôi và đã chết khi được tìm thấy. Một người trong cuộc cho biết
chú và dì của cô đã bị lũ cuốn trôi, đến nay chú và dì của họ vẫn chưa được tìm thấy. Cán bộ Ủy ban Nhân dân thôn Luo xác nhận có 7 người dân trong thôn bị cuốn trôi, hiện đã tìm thấy 5 người. 2 người mất tích, hiện nhiều ban ngành đang tìm kiếm. Trong số 5 người dân làng được tìm thấy, một người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện và 4 người còn lại đã chết khi được tìm thấy. Hiện nhiều ban ngành địa phương đang triển khai công tác di rời hàng loạt và tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị, tỉnh Sơn Tây, mưa lớn, lũ quét bùng phát ở nhiều huyện và thành phố, ít nhất 6 người bị cuốn trôi, nhiều nhà cửa, đường xá bị cuốn trôi, xe cộ cũng bị lũ cuốn trôi. Từ đêm muộn ngày thứ 5 đến sáng ngày thứ 6, huyện Trung Dương, tỉnh Sơn Tây hứng chịu trận mưa xối xả lớn nhất trong năm nay với lượng mưa lên tới 205,8mm, gây ra lũ lụt trên núi. Vì thành phố của huyện Trung Dương được xây dựng trên núi nên đường đi có độ dốc lớn, lũ lụt rất mạnh do độ dốc của núi. Lũ mang theo một lượng lớn phù sa và biến con đường chính thành một dòng sông màu vàng pha trộn. Thị trấn Ninh Hương và thị trấn Kim La bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà cửa bị sập, đường bị cuốn trôi, xe cộ bị cuốn trôi, trên xe có người. Chủ một siêu thị cho biết nước lũ tràn vào siêu thị sâu hơn 1 mét, hàng hóa và 2 phương tiện bị cuốn trôi. Một khu dân cư ở huyện Phòng Sơn bị ngập sâu tới 2 mét. Có thời điểm hơn chục người bị mắc kẹt, theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại công trường xây dựng đường cao tốc ở thị trấn Kim Lạc, huyện Trung Dương, tỉnh Sơn Tây, 6 công nhân đã bị lũ quét cuốn trôi và 5 người khác vẫn chưa rõ tung tích. Do sự phong tỏa thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hình thực tế vẫn chưa rõ ràng. Cục Khí tượng và Thủy lợi tỉnh Sơn Tây cảnh báo, từ tối ngày thứ Bảy đến tối ngày Chủ nhật, lũ quét cũng có thể xảy ra ở Tân Châu, Lục Lương, Sóc Châu, Thái Nguyên và những nơi khác ở tỉnh Sơn Tây. Từ đêm ngày thứ 5 đến sáng ngày thứ 6, huyện Trung Dương, thành phố Lục Lương, tỉnh Sơn Tây hứng chịu mưa lớn và lũ quét khiến nhà cửa bị sập, đường xá và đất canh tác bị cuốn trôi, một số lượng lớn ô tô bị lũ cuốn trôi. Trong số đó, thị trấn Ninh Tường và thị trấn Kim Lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Một số hình ảnh video đăng tải trên mạng cho thấy thể tích lũ rất lớn, dòng nước chảy rất dữ dội, một số phương tiện đậu bên đường bị lũ cuốn về phía hạ lưu, con đường hư hỏng nặng. Sau khi lũ rút, nhiều nơi bị bùn đất bao phủ. Tờ The Paper Đại Lục đưa tin vào ngày thứ 6 rằng anh Gu, cư dân thị trấn Kim Lạc, huyện Trung Dương nói rằng trời mưa rất to khi ông đi làm vào sáng ngày thứ 5. Không lâu sau, cơn mưa nặng hạt hơn, nước ngập dâng lên nhanh chóng, một số ô tô đậu bên đường bị cuốn trôi xuống sông, xe trong tiệm sửa xe của anh bị dạt thành đống. Một nhân viên tại một trạm xăng ở làng Bắc Pha, thị trấn Kim Lạc cho biết trời bắt đầu mưa vào ngày thứ 5, lúc cao điểm nước dâng cao khoảng 1 mét. Hiện đường đầy phù sa, ô tô vẫn không thể qua lại được. Cây xăng cũng đã huy động nhân viên vét phù sa. Cô Ren ở Kim La Trấn cho biết cô mở một cửa hàng trong thị trấn. Sáng ngày thứ 6 trời mưa to, cô rất hoảng hốt. Cô cầm một cái chậu và liên tục múc nước ra ngoài, nhưng nước vẫn không ngừng chảy, trong khi nước ngập rút đi. Toàn bộ quần áo, giấy tờ trong cửa hàng của siêu thị đều ướt sũng, không sử dụng được. Hiện tại, cô vẫn đang thu dọn bùn trong quán. Theo các báo cáo, tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở thị trấn Kim Lạc, 6 công nhân đã bị lũ quét cuốn trôi và 5 người vẫn đang mất tích. Theo quan sát của trạm khí tượng địa phương, lượng mưa lớn nhất là 205,8mm tại làng Bài Cao, thị trấn Kim Lạc, thành phố Lục Lương, thị trấn Ninh Hương và thị trấn Kim Lạc đã làm sập nhà, phá hủy đường xá, cuốn trôi phương tiện, ngập lụt đất nông nghiệp và khiến một số người bị mắc kẹt ở các mức độ khác nhau. Theo Yupai News, vào ngày thứ 6, quận Trung Dương hứng chịu trận mưa xối xả lớn nhất trong năm nay. Mưa lớn gây lũ lụt, nhiều ngôi làng và thị trấn bị ngập lụt, một số con đường bị cuốn trôi và ô tô bị dòng nước cuốn trôi. Chủ một cửa hàng địa phương cho biết, thời điểm kinh hoàng nhất là khoảng 7 đến 8 giờ sáng ngày thứ 6. Nước lũ dâng cao hơn 1 mét, trong 34 năm cuộc đời, ông chưa từng thấy trận lũ nào lớn như vậy. Quán đầy cát và nước, toàn bộ thiết bị điện bị ngấm nước không sử dụng được. Ông chủ quán cho biết hiện tại đường phố rất hỗn loạn, xe cứu hộ và xe nâng đã đến hiện trường nhưng không thể xử lý trong 1-2 ngày. Một cư dân mạng Đại Lục cho biết lũ lụt xảy ra trên một trong những con phố chính của thị trấn và nhiều cửa hàng ở cả hai bên đã bị thiệt hại nặng nề. May mắn thay, nó xảy ra vào buổi sáng và hầu hết mọi người đều ổn. Gần đây, tỉnh Liêu Ninh xảy ra mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi, trong số đó con đập trên sông Rao Giang ở thành phố Bàn Cẩm bị vỡ trong 5 ngày và khu dân cư bên ngoài con đập trở thành một đại dương bao la. Theo Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, Thẩm Dương, An Sơn, Đan Đông, Cẩm Châu, Phúc Tân, Thiết Lĩnh, Triều Dương, Hồ Lô Bào, Bàn Cẩm và những nơi khác gần đây đã hứng chịu lũ lụt, ảnh hưởng đến 470.600 người và 127.300 ha hoa màu. Trong số đó, mực nước của nhiều con sông ở thành phố Panjin tiếp tục dâng cao và sông Rao Giang gây ra lũ lụt lớn.
Vào ngày thứ 6, phần đập bản cầm trên sông Rao Giang đã bị vỡ và chiều rộng của vết nứt từng lên tới 50 mét. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng sau khi sửa chữa khẩn cấp, bờ kè đã bị đóng cửa vào ngày 22 tháng 8. Tuy nhiên, vẫn còn một đại dương bao la bên ngoài con đê nơi con đập bị vỡ. Quan chức này không công bố thương vong và số người mắc kẹt, chỉ cho biết khoảng 8.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!